Nay đưa cục vàng của em đi khám định kỳ xong rồi cho sang nhà bà ngoại ở mấy bữa. Tại vì đang sửa sang lại nhà cửa để chuẩn bị đón Noel với năm mới. Vừa hô sơn vừa dơ nên là thôi cho Nami qua nhà ngoại ở mấy bữa nữa đón về. Ngày xưa em lười lắm, em không bao giờ làm việc nhà nha, mà bây giờ tự nhiên có con xong em lại thích làm việc nhà. Vợ cứ kêu là quán sáng ngoài kia trang trí Noel đẹp thế mà mình rủ đi chụp hình thì ngại. Thì ok, thế thì mang Noel về nhà cho hai mẹ con vậy. Năm nay thì làm cây thông giả thôi chứ làm cây thông thật thì nhiều muỗi lắm, nhà có con nít rất sợ bị sốt xuất huyết nha. Giáng sinh lần này là có Nami nên mình muốn làm cái gì thật là đặc biệt khác với những năm còn lại á, sẽ làm theo cái style nó hơi dễ thương một tí xíu. Cái cây thông đằng sau tụi em kìa, mới chỉ xong có 50% thôi nha. Cái nết của vợ em là nó phải lồng lộn gấp đôi gấp ba lần như vậy vợ em mới chịu nha. Mà cái mùa này mình nghĩ mọi người nên mua sắm một tí xíu, tại vì cái gì cũng rẻ, đang vào mùa Black Friday á. Mình cũng dành dụm cả năm chỉ để tiêu xài cho cái mùa này á, rất là hời, mua cái gì cũng hời. Loay hoay mấy tiếng đồng hồ thì cuối cùng thành quả của tụi em cũng đã xong. Mời mọi người chiêm ngưỡng cái quả cây thông độc lạ bình bông nha. Chúc tất cả mọi người có một mùa lễ hội thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc bên gia đình, người thân và bạn bè nhé. Bye bye.